Vâng, hàng bán đi, hàng lại nhập về. Cứ hết đợt dây này đến đợt dây khác. Ngày nào cửa hàng cũng gói GAV cho các anh em ở khắp các nơi trên mọi miền Tổ quốc. Đây là những chiếc dây AV, hàng tồn kho của Đức anh em nhé. Hàng tồn kho của Đức chưa qua sử dụng, dài 1,9 m. Mềm nhũn như là sợi bún luôn, mềm nhũn như sợi bún luôn. Đó. Vì cái chất liệu cái vỏ của dây nó đã làm xịn rồi, cái lõi âm thanh, cái lõi bên trong nó lắm kim loại, cái đầu cắm nó đã xịn sò, nó dày dặn, thì anh em được cái chất lượng nhận được nó sẽ cực kỳ tuyệt vời. Đó, anh em thấy cái đầu cắm này nó dày không, dày bì luôn đấy, cái đầu nó chất chưa, nó chất như này thì anh em dùng gần như suốt đời, trừ khi anh em lấy búa bập đập thì nó mới vỡ được cái đầu này nhá. Thì so với những cái dây rẻ tiền của Trung Quốc 5-70 đến 100 thì những cái đầu này nó rất là mỏng manh. Anh em cắm một thời gian. Đây, những cái dây này thì là dây rẻ tiền của Trung Quốc hãng Choicy này. Em thấy là cái đầu này nó rất mỏng này. Anh em bóp phát vào là nó móp, bóp vào đấy, anh em thấy nó móp không? Đó. Thì em cũng phải đầu tư mất một khoản tiền. Thì thay vì rẻ tiền thì anh em mua hẳn một cái dây tốt hơn, mặc dù giá nó chỉ cao gấp đôi hoặc là hơn một chút. Anh em dùng suốt đời sẽ không bị sôi ù, rè rồi mất vế loa đó, và cái độ truyền tải âm thanh nó cực kỳ tốt, bởi vì cái lõi của nó chất mà, cái lõi bên trong này chất này, cái vỏ nó đã chất thì cái lõi nó bên trong chất mềm như bún luôn này nha. Đấy. Dây dài 1,8 m, cửa hàng sẽ gói gửi bưu điện cho anh em đến tận nơi nếu anh em không có tài khoản chuyển trước, còn không thì bưu điện cũng có thể thu hộ tiền sau. Giá 250.000 bao ship cho anh em. Dây này thì bao anh em là cực kỳ tốt nhá. Anh em có thể nhận hàng thử, không thích thì có thể gửi lại. Như dám đảm bảo anh em là anh em sẽ nhận ngay, bởi vì cửa hàng bán chưa vượt trường hợp nào phải trả lại nha. Bán phải nói là 3 4 5 nghìn dây này. Không biết đến được 4 nghìn cái dây này chưa, nhưng mà chưa trường hợp nào phải trả lại. Bởi vì nó chất lượng quá so với giá tiền. Gửi đi khắp mọi miền. Ngày nào cũng có hàng gửi đi những dây này. Nhưng mà cửa hàng vẫn đăng thường xuyên, bởi vì cái dây này thì nhiều trường hợp là không xem được, cũng như cả muốn ngày nào cũng có sản phẩm gửi đi nên là cũng gần như là đăng hàng ngày, có hàng phải lại đăng tiếp. Anh em cũng xem chất lượng và giá thành rất vừa phải, bình dân nhưng mà lại được hiệu quả tốt, dây chưa qua sử dụng anh em nhé, mặc dù có bụi bặm bẩn theo thời gian bởi vì hàng tồn kho nhưng mà chưa qua sử dụng. Xin chào các bạn anh em.